nối thành công của Con đường Hoàng Lương trong khung giờ vàng phim Việt trên sóng truyền hình Vĩnh Long. Quý khán giả sẽ có nhiều trải nghiệm thú vị hơn với bộ phim tiếp theo Duyên Nợ Ba Sinh. Duyên Nợ Ba Sinh mang màu sắc liêu trai, kể về mối tình ngang trái của Lê Văn Tuấn và Quan Dị Hà. Một kiếp người dài đằng đẵng với bao biến cố thăng trầm của Tuấn và ba kiếp lai sinh phù du ngắn ngủi của Hà. Họ luôn nhận ra nhau và quyết đấu tranh đến hơi thở cuối cùng cho tình yêu của mình. Duyên Nợ Ba Sinh hấp dẫn không chỉ bởi kịch bản mới lạ mà sức hút của phim còn đến từ dàn diễn viên trẻ đang được yêu thích hiện nay như Thúy Diễm, Đức Nhã, Thanh Bình, Thùy Trang, Quanh Kiều và đặc biệt là cặp nghệ sĩ hài Mai Sơn, Kiều Linh. Lần lượt các diễn viên sẽ có cơ hội trải lòng về bộ phim này đến với quý khán giả của phim trên truyền hình Vĩnh Long. Và nhân vật của tuần sau không ai khác chính là nam diễn viên chính của bộ phim, diễn viên Đức Nhã trong vai chàng thư sinh Lê Văn Tuấn, tốt bụng, si tình. Anh sẽ có những chia sẻ thú vị về bộ phim này. Quý khán giả nhớ đón xem chương trình được phát sóng vào lúc 16 giờ thứ sáu hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 nha. Còn bây giờ, quý khán giả sẽ được gặp lại các diễn viên của bộ phim Con đường Hoàng Lương để lắng nghe những chia sẻ cảm xúc của các diễn viên sau khi bộ phim kết thúc. Bên cạnh đó là một số ý kiến của khán giả phản hồi về bộ phim này. Nhưng trước hết, chúng ta cùng xem lại những khoảnh khắc ấn tượng trong tập cuối của Con đường Hoàng Lương quý vị nha. Tòa tuyên án, bị cáo Phan Văn Bảy tự bẫy đá, lãnh án tử hình. Nguyễn Văn Hồ tự là hổ, lãnh án tử hình. Nguyễn Văn Lâm tự là lửa, đồng lãnh án tử hình. Lê Lý tức Tí Thẹo lãnh mức án tử hình. Bị cáo Trần Văn Vũ lãnh mức án cao nhất, tử hình. Bị cáo Ngọc Lam thật sự biết ăn năn hối cải và giác ngộ tội lỗi của mình đã gây ra. Hội đồng xét xử cho bị cáo Ngọc Lam có cơ hội trở thành người lương thiện với mức án 3 năm tù treo. Bị cáo Nguyễn Văn Sơn, tự tên gọi là Sơn Khóa, tòa quyết định khoan hồng và tạo cơ hội cho Nguyễn Văn Sơn trở về xã hội để chăm lo cho gia đình. Tòa tuyên án Nguyễn Văn Sơn lãnh án 25 năm tù giam. Kết cuộc cái bộ phim Con đường Hoàng Lương này thì rất là hài lòng. Như là bắt hết, gom hết tội phạm đó, như là coi hết, theo dõi hết cái đoạn đường đó là thấy ok rồi đó. Nếu mà đúng Sơn mà 25 năm tù thì cũng rất là thỏa đáng. Tại vì đầu tiên là nó đã phạm tội, nhưng mà nó biết Hoàng Lương, biết cải thiện thì mình nên cho nó con đường sống. Rồi từ chỗ đó thì bà thấy 25 là quá mỹ mãn luôn rồi. Như Vũ hen là tử hình là đúng. Chính con Lam nó cũng là người bắt con Vũ đêm đó. Vì cái sự mà tính toán của Lam làm như vậy á, là rất là đúng. Cô Lam là có được pháp luật khoan hồng nhưng mà 3 năm tù treo. Đó, 3 năm tù treo rồi là nó biết cái số đó là vô muốn chuộc tội lại nó phải vô chùa. Đó, cái sự nhân văn cái bộ phim này là nói đúng rất là đúng ngoài đời luôn. Bao giờ là một bộ phim mình cũng rất lắng nghe cái ý kiến đóng góp làm cho tốt hơn, chứ không thôi mà mình không thể làm ra bộ phim duy ý chí của mình được. Đó là bộ phim độc lập, mình không theo cái hướng đó. Mình đang làm phim truyền hình là phim phục vụ khán giả truyền hình. Con đường Hoàng Lương có thể xem là một tác phẩm thành công của đạo diễn Văn Minh Hiền cùng ekip sản xuất, vì đa số những khán giả được hỏi đều có theo dõi bộ phim này và khán giả rất đồng tình với cái kết của phim. Thêm vào đó, khán giả cũng tỏ ra hài lòng với đề tài mà Con đường Hoàng Lương đặt ra. Cái đề tài mà Con đường Hoàng Lương rất là hay, rất là thích á. Cái bộ phim này coi rất là ý nghĩa, được cảnh giác luôn. Nhất là đi trên xe nó bị giật đồ. Còn thứ hai là về đi vừa đi mà vừa nghe điện thoại nó rất là nguy hiểm. Ngày thứ ba nữa là cảnh giác về trộm cắp á. Và một số ý kiến khen ngợi đạo diễn Văn Minh Hiền về sự dàn dựng khéo léo, cách xây dựng hình tượng nhân vật và diễn viên phim lôi cuốn khán giả từ tập này qua tập khác. Đặc biệt, trong tập cuối của Con đường Hoàng Lương, có một cảnh quay đạo diễn đã đánh lừa được người xem một cách ngoạn mục. Đó là cảnh bẫy đá tưởng tượng Vũ Điếm sẽ phản bội mình trong đêm cả nhóm đột nhập nhà Liên Kẹt. Mày làm gì vậy? Mày là bạn thân của tao, chứ tao bạn của mày đó. Đi đi. Vũ, lấy được hàng rồi hả? Tụi nó đâu rồi? Thật ra đó là sự tưởng tượng của bẫy đá thôi, là sẽ bị phản bội. Rồi tưởng tượng rằng có sự va chạm giữa hai bên, tạo sự bất ngờ khán giả xem. Nhưng nó cũng tốn anh em từ 5 giờ chiều đến 6 giờ sáng hôm sau tổ chức ra cho được cái chuyện va chạm đó. Rất là công phu, rất là vất vả. Cái cảnh đó đòi hỏi phải thuê cascader, những người nhảy rất là giỏi. Để bạn đó sẽ thấy Vũ Điếm nhảy
một cái hàng rào, một vách tường cao đến 40 mét thì chỉ có những bạn tập công phu mới làm được điều đó, chứ người thường làm được đâu. Đó là sự rèn luyện. Quay đêm, khi một cảnh rộng, đặt đèn ánh sáng và phối hợp rất nhiều quần chúng với nhau, phải thay áo qua lại rồi phải bảo hộ, phải đủ thứ hết, công phu lắm. Coi mà cảm thấy mà hồi hộp luôn. Con đường Hoàng Lương này mà cái người đạo diễn ra rất là hay và là đúng cái tâm lý vừng. Bà đó thật ra là máu lạnh nhất. Thấy con mình khổ, vẫn đẩy con mình vào tù. Thấy con mình khổ, vẫn phất lờ, vẫn đánh bài, vẫn mượn tiền. Thật ra cả một nhóm biên tập khi mà làm xong phim đấy, cái người mà không Hoàng Lương đầu tiên là cái bà này nè. Cái bà này là cái bà dữ dội nhất, để rồi chồng chết. Chồng chết, bị xe đụng chết thì bà bắt đầu bà có những suy nghĩ lại, nhưng cũng không dừng lại, cũng tiếp tục lợi dụng cái đám tang đó để trục lợi, để kiếm lợi. Đáng trách một người mẹ như vậy là đáng trách lắm. Trời ơi, bà mẹ gì mà tối ngày đại đọa cũng tại bà, cho nên con bà mới đi ở tù. Nhưng mà giờ chót là bà cũng Hoàng Lương rồi, mà tất cả gần như là thấy Hoàng Lương hết trơn. Theo cô thấy thì như vậy thì nó thỏa đáng hơn, rồi ngược lại thì Thu nó cũng được với thằng luật sư đó. Tại vì cái bản chất gì của Thu á, thì nếu mà về đó, nếu mà lấy sơn thì cũng không có hợp. Chi tiết đó nó rất đời, có duyên mà không có nợ. Đôi khi người có nợ thì chứ hẳn là người mình yêu nhất, nhưng mà cuộc đời mà nó trớ trêu chỗ đó. Nhưng mà không ngờ là được hài hòa cái là ông già của thằng luật sư đó cũng là như ông Năm Sa Ben, cho nên hai bên hợp lệ luôn. Thì cô nghĩ vậy là cũng quá phù hợp. Mà như vậy là giờ chót thì cũng không có ai buồn hết trơn, Thu nó cũng vui vẻ. Sau khi mà đóng máy phim Con đường Hoàng Lương thì cũng phải mất khoảng một tháng mấy, hai tháng mới thoát ra khỏi nhân vật. Tại vì cái thời gian trước là suy nghĩ về nhân vật đó quá nhiều. Cảm xúc đầu tiên ngày ớt máy của trường là cảm xúc rất là sung sướng. Sướng lắm, chưa có buồn đâu, vui lắm. Tại vì cực lắm mọi người ơi. Cho nên khi mà anh Hiền nói cảnh cuối nha mọi người, cảnh cuối của phim. Trời, anh em diễn mà sung lắm, máu lửa lắm. Tại biết sắp rồi, sắp thoát được rồi. Thật ra khi về tới nhà, giữa Quốc Trường và Sơn Khóa ngoài đời á, thì khi diễn vai Sơn Khóa xong thì Quốc Trường còn có 60% thôi, còn Sơn Khóa 40%. Là có những lúc những cử chỉ hành động ngoài đời mình bị hoài, nó sẽ không diễn ra một cách liền mạch, nhưng mà đôi lúc nó sẽ bị thành thói quen của nhân vật đó mình áp dụng ngoài đời. Ví dụ mình gặp bạn mình có những ánh mắt này nọ mà thì cũng giống Sơn Khóa, có nghĩa là diễn lạnh lùng rồi đó, bị quen á. Phải nói là ekip của anh Nhâm Minh Hiền là một ekip rất là thân thương. Khi vô nhân vật thì tất cả đều gọi là hỗ trợ cho nhau để hoàn thành xuất sắc nhất, tốt nhất cái nhân vật của mình. Và khi hoàn thành xong nhân vật của mình, bắt đầu anh em ăn cơm rồi uống cà phê, trưa trưa hỏi đứa nào uống cà phê không? Mấy em, dạ có em, mỗi đứa một ly, ly hết. Hôm nay mấy anh nào có uống cà phê không? Tới em. Thì khi chia tay nhau rất là buồn, nhớ cái không khí đó. Bộ phim Con đường Hoàng Lương, khi mà đóng máy xong, mọi người gặp gỡ nhau thì tất cả đều rất là xúc động, bởi vì mình đã trải qua 3 tháng quay rất là công phu, vất vả. Bản thân tôi hài lòng khi mình đã chỉ đạo diễn xuất tốt và đem tới một cái câu chuyện hấp dẫn người xem. Qua phim này thì Trường cảm giác là những cái điều mà ekip hy sinh và riêng bản thân Trường hy sinh cho phim á, thật sự là rất là ý nghĩa, rất là đáng. Tại vì bộ phim khi ra mắt rất là được nhiều người đón nhận và bộ phim rất là thành công. Thì hy vọng là các khán giả coi chương trình của Đài Truyền hình Vĩnh Long sẽ ủng hộ nhiều hơn cho phim Việt, để Huy và anh em ekip có động lực để cố gắng làm những tác phẩm hay hơn gửi đến quý vị. Đúng như lời Quốc Huy chia sẻ, tình cảm của khán giả chính là động lực to lớn đối với các diễn viên và ekip làm phim. Và có thể nói rằng Con đường Hoàng Lương đã hoàn thành được nhiệm vụ này. Vì trong suốt thời gian phát sóng, bộ phim luôn dẫn đầu bảng xếp hạng các phim Việt được xem nhiều nhất trên sóng các đài truyền hình khu vực phía Nam. Những diễn biến của phim cũng như tên gọi các nhân vật trong phim đã trở thành chủ đề được nhiều khán giả nhắc đến trong các buổi trò chuyện hay những bình luận sôi nổi trên các trang mạng xã hội. Hy vọng trong thời gian tới, những bộ phim Việt do Truyền hình Vĩnh Long sản xuất và phát sóng cũng sẽ tiếp tục được quý khán giả ủng hộ để phim Việt có cơ hội được phục vụ khán giả ngày càng tốt hơn. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khán giả trong chương trình Phim trên Truyền hình Vĩnh Long kỳ sau.